Chào cả nhà, hôm nay chia sẻ với cả nhà một cánh đồng cây giống cốc Thái. Đó, bạc ngàn luôn nha cả nhà. Rất rất là nhiều cây cốc giống ở đây. Thì cây cốc Thái này rất có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là cây cao chỉ tầm là 2 tới 3 gang tay thì đã có hoa rồi. Và có hoa là có trái nha cả nhà. Những nhà vườn mình trồng kinh tế thì những cái hoa này họ sẽ lặt bỏ. Như với những gia đình mình á, trồng làm cảnh thì mình vẫn có thể để trái được nha. Tại vì người ta trồng mà nhà vườn lớn á, người ta khai thác triệt để cây cốc Thái thì người ta sẽ dưỡng cây cho nó lớn lên, để cho cây thiệt là khỏe mạnh, lúc đó họ mới để trái. Còn như mình á, trồng hộ gia đình thì mình có thể để trái được nha cả nhà. Cây cốc Thái này thì rất chế biến được rất là nhiều món ăn đúng không ạ? Cái lá thì chúng ta có thể ăn bánh xèo và những món mà mình cuốn rau sống rất là thơm ngon. Cái trái thì làm được rất là nhiều món ăn, thì chúng ta có thể làm gỏi nè. Đó, làm chế biến những món ăn vặt ha. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà nhé.